Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 11 giờ trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 đã xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn để thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển vừa là khâu đột phá, vừa là yêu cầu cấp thiết và có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Giai đoạn 2015-2020, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được cải thiện rõ rệt. Ngày càng có nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước quan tâm tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư vào tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được 1.072 dự án đầu tư trực tiếp, gấp gần 2 lần so với giai đoạn 2011-2015. Với tổng vốn đăng ký trên 114.000 tỷ đồng và 3,6 tỷ đô la Mỹ, Thanh Hóa cũng là địa phương luôn đứng trong nhóm đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Các chỉ số phản ánh môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh có sự chuyển biến rõ rệt. Có được kết quả trên, ngoài sự nỗ lực trong vận động kêu gọi xúc tiến đầu tư, còn là do công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã tập trung rà soát, cắt giảm thời gian xử lý các thủ tục hành chính. Trong đó, nhiều thủ tục được cắt giảm đáng kể thời gian xử lý so với quy định. Đồng thời, Thanh Hóa đã có nhiều cách làm mới sáng tạo, quyết liệt, thực hiện có hiệu quả nguyên tắc 4 tăng, 2 giảm, 3 không trong giải quyết thủ tục hành chính. Điều này khiến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng cảm nhận rõ rệt sự đổi mới trong hoạt động điều hành của các cơ quan nhà nước, địa phương, theo hướng xây dựng một nền hành chính hiện đại, phục vụ. Đối với tỉnh, chúng ta cũng đã có cái sự rất nhiều cái chuyển biến trong cái việc cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thành lập các cái trung tâm hành chính công để là doanh nghiệp có cái vấn đề gì thì cũng chỉ là liên hệ tập trung tại một nơi. Rồi các sở ban ngành cũng rất tích cực tổ chức các cái hội nghị để hướng dẫn cho doanh nghiệp trong cái việc thực hiện các cái chính sách pháp luật cũng như cái cơ chế chính sách. Và tỉnh thì cũng có các cái buổi đối thoại định kỳ hàng tháng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư của tỉnh Thanh Hóa vẫn còn những hạn chế. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công chưa đạt như kỳ vọng. Chỉ số cải cách hành chính xếp thứ hạng thấp. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 chưa nhiều, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Từ cái nghị quyết 58 mở ra nhiều cơ hội rồi thì cái việc thu hút đầu tư, rồi cái việc phải giải quyết nhiều vấn đề cho doanh nghiệp thì nó sẽ nhiều lên. Và cái tiềm năng phát triển của mình, lợi thế của mình nó sẽ nhiều hơn thì yêu cầu cái lực lượng cán bộ, rồi cái lực lượng cán bộ công chức phải đáp ứng cái yêu cầu đó nó cũng phải tốt lên. Và cái quy trình giải quyết cái thủ tục hành chính cũng phải có cái đột phá, cũng phải có cái thay đổi. Với mục tiêu đưa Thanh Hóa tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn và tin cậy cho các nhà đầu tư, tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện, bổ sung, xây dựng mới các cơ chế chính sách, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử nhằm giảm bớt thời gian chi phí thực hiện các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Chúng tôi sẽ tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, đặc biệt là triển khai các cơ chế chính sách đặc thù của Trung ương cho tỉnh Thanh Hóa về đầu tư, về tài chính và phân cấp quản lý. Thứ hai là tham mưu cho tỉnh rà soát các cơ chế chính sách thu hút đầu tư, để trên cơ sở đó sẽ bài bỏ những cơ chế chính sách không còn phù hợp. Thứ ba là tham mưu cho tỉnh tranh thủ cái sự chuyển dịch, cái làn sóng đầu tư sau đại dịch Covid-19 để Thanh Hóa thu hút được nhiều hơn các nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Và thứ tư là tiếp tục tham mưu cho tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó trọng tâm là tập trung cải cách thủ tục hành chính, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư được xác định là động lực quan trọng tạo ra bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế. Với cơ chế chính sách tốt cộng với môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, Thanh Hóa sẽ có đủ điều kiện để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 và trở thành một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc. Thời gian qua, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã tích cực triển khai thực hiện luật thủy sản, các văn bản hướng dẫn thi hành luật cũng như các giải pháp cấp bách về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Từ đó, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của bà con ngư dân, góp phần thúc đẩy phát triển thủy sản bền vững. Ngư dân Lê Xuân Thịnh ở xã Hoàng Trường đang chuẩn bị các điều kiện ngư lưới cụ để vươn khơi.
cũng như hầu hết ngư dân của xã Hoàng Trường, tàu của ông luôn đảm bảo các loại giấy phép như đăng ký, đăng kiểm và đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Bởi ông nhận thức rõ, đây không chỉ là tuân thủ các quy định của pháp luật mà còn để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi hoạt động trên biển. Từ khi lắp thiết bị thì như là những cái mà mình mà đi đánh bắt ấy thì nó được thuận lợi cho mình. Chẳng hạn như chạy ra mà đánh qua cái điểm mà xâm phạm của nước ngoài đó thì máy nó báo thì gần ra đến nơi đó thì mình phải quay đầu chạy vào. Chúng tôi đã cử các tổ họ đến tận tàu đấy là tuyên truyền trực tiếp và thông qua hệ thống loa của xã phối hợp với địa phương là gián tiếp và đến trực tiếp là các tàu là yêu cầu là đăng ký và làm giám sát và các chủ tàu thì nhận thức được cái việc đó và đã lắp sát trong thời gian ngắn đã hoàn thành theo kế hoạch để đề ra. Huyện Hoàng Hóa hiện có 989 phương tiện khai thác thủy sản, trong đó có 134 phương tiện khai thác cần lắp thiết bị giám sát hành trình, giấy chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 115 phương tiện phải có đăng ký đăng kiểm theo quy định của luật thủy sản và nghị định số 26 năm 2019 của Chính phủ. Để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong hoạt động khai thác, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, thời gian qua, các cấp chính quyền huyện Hoàng Hóa đã tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng, bộ đội biên phòng thường xuyên giám sát kiểm tra tàu cá, đồng thời cấp phát nhật ký khai thác, tổ chức cho các chủ tàu ký cam kết không vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài. Đến nay, tỷ lệ tàu cá được trang bị thiết bị giám sát hành trình, cấp giấy chứng nhận đăng ký đăng kiểm và các thủ tục liên quan khác đảm bảo theo đúng quy định của luật thủy sản khi vươn khơi bám biển của ngư dân huyện Hoàng Hóa đạt trên 85%, cao nhất toàn tỉnh. Thì ban huyện đã thành lập cái ban chỉ đạo chống khai thác bất hợp pháp IUU, đồng thời ban hành nhiều cái văn bản để chỉ đạo đối với các xã và hướng dẫn bà con ngư dân ven biển để chấp hành tốt cái nội dung của nghị định và luật thủy sản, chỉ đạo cho các phòng chuyên môn, đặc biệt là đồn biên phòng Hoàng Trường thì kiểm tra kiểm soát chặt chẽ đăng ký đăng kiểm cũng như là giấy phép khai thác thủy sản đảm bảo an toàn thì mới cho tàu ra khơi. Tuy nhiên, ở các địa phương ven biển còn lại như Quảng Xương, Hậu Lộc, thị xã Nghi Sơn và thành phố Sầm Sơn, nhìn chung việc khắc phục những tồn tại trong khai thác thủy sản vẫn còn chậm. Theo Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, tính đến trung tuần tháng 11 năm 2020, Thanh Hóa vẫn còn 1.052 trên tổng số 2.355 tàu cá hết hạn đăng kiểm, 798 tàu chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tổng số 1.312 tàu bắt buộc phải lắp, 1.070 tàu cá chưa có chứng nhận an toàn thực phẩm. Số tàu cá này tập trung nhiều ở các huyện Hậu Lộc, Quảng Xương, thị xã Nghi Sơn và thành phố Sầm Sơn. Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản đề nghị các địa phương ven biển tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của IUU. Trong đó, cần thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh về chống khai thác IUU. Thông báo đến các chủ tàu cá trang bị thực hiện các quy định đảm bảo đủ điều kiện để hoạt động khai thác theo luật thủy sản. Đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường thanh tra kiểm soát, giám sát hoạt động khai thác thủy sản để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm và xử phạt hành chính vi phạm thuộc thẩm quyền của cấp huyện. Từ đó, nâng cao nhận thức của ngư dân về thực hiện quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản, góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Cùng với yêu cầu về phát triển đô thị, cho năm 2019, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa đã cấp giấy phép đầu tư chợ Còng trên cơ sở chuyển đổi chợ Còng cũ và mở rộng thêm quy mô diện tích. Mục đích của việc chuyển đổi chợ là nhằm huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp xây dựng chợ Còng trở thành trung tâm thương mại hiện đại văn minh, xứng tầm với đô thị động lực. Đây là hiện trạng của chợ Còng cũ. Xuống cấp, không đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ. Các phân khu kinh doanh không được quy hoạch ngăn nắp. Các hộ kinh doanh tràn lan, lấn chiếm vỉa hè, thậm chí là lòng đường. Nằm ngay trung tâm thị xã Nghi Sơn, tiếp giáp với quốc lộ 1A, nên việc tồn tại một khu chợ như thế này sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan kiến trúc, trật tự đô thị và gây ô nhiễm môi trường. Đây là lý do khiến nhiều tiểu thương buôn bán tại chợ mong muốn được chuyển đến nơi kinh doanh mới thuận lợi, khang trang hơn. Nhà cửa bây giờ xuống cấp mà công rảnh như là hân vỡ hết rồi. Bây giờ nước mưa hân động lại các bác không đi được. Thôi quá đi. Bác phải mang khẩu trang này. Chiều lại là phải đeo khẩu trang. Cho nên là đề nghị với ban lãnh đạo, với cấp trên là với thu gọn. Để đảm bảo các yếu tố an toàn và cảnh quan đô thị, xứng tầm với đô thị động lực Nghi Sơn, việc chuyển đổi và đầu tư xây dựng mới chợ Còng bằng nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Theo đó, năm 2019, Công ty Xây dựng và Thương mại Đông Bắc đã trúng thầu là đơn vị đầu tư chuyển đổi chợ Còng, thị xã Nghi Sơn.
Chợ Còng mới được đầu tư xây dựng và mở rộng trên diện tích 1,2 hectare, ngay tại vị trí chợ Còng cũ, để có thể vừa đầu tư xây dựng, vừa đảm bảo việc kinh doanh bình thường của tiểu thương. Chủ đầu tư phân kỳ đầu tư chợ thành hai giai đoạn đầu tư. Giai đoạn 1 sẽ xây dựng chợ chính và dãy nhà kinh doanh, sau đó vận động tiểu thương ở khu vực buôn bán hàng hóa dân dụng vào kinh doanh trong chợ. Giai đoạn 2 sẽ chuyển tiểu thương ở khu chợ dân sinh sang khu vực bán hàng dân dụng và xây dựng chợ dân sinh mới trên nền chợ dân sinh cũ. Khu vực chợ tạm hiện tại bây giờ là đang được kết nối với đường quốc lộ 1A vào mặt tiền của nhà chợ chính. Trong quy hoạch thì là đây là một quảng trường lớn. Đấy, công ty sẽ sau này sẽ cố gắng xây dựng cái quảng trường này, cây xanh rồi là tạo ra một cái mô hình điểm nhấn cho thị xã. Mục tiêu của việc chuyển đổi là xây dựng chợ Còng trở thành trung tâm thương mại, đồng thời là điểm nhấn về kiến trúc, có phần cải thiện cảnh quan đô thị. Do vậy, ngoài công trình chợ chính được xây dựng khang trang hiện đại, đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, phía mặt trước chợ tiếp giáp với quốc lộ 1A sẽ được bố trí quỹ đất để xây dựng khuôn viên với nhiều cây xanh, là không gian sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư. Hiện tại chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ thi công để chợ Còng mới đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất. Tính đến tháng 11 năm 2020, thành phố Thanh Hóa đã có 32 trên 34 phường xã được tỉnh công nhận đạt tiêu chí an toàn thực phẩm. Hai phường xã còn lại cũng đã được đoàn kiểm tra của tỉnh thẩm định đạt các tiêu chí an toàn thực phẩm. Để có được kết quả trên, phải kể đến sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền, các cơ quan đơn vị và sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của người dân. Phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa là nơi đứng chân của chợ đầu mối rau quả thực phẩm lớn nhất tỉnh. Ngoài ra, trên địa bàn phường còn có làng nghề sản xuất bún gạo, cùng với nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và bếp ăn tập thể. Do vậy, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được chính quyền địa phương chú trọng. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn các ban quản lý chợ, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và các bếp ăn tập thể thực hiện tốt quy định về sản xuất kinh doanh an toàn, phường Đông Hương còn tập trung nguồn lực để hoàn thành các nhóm tiêu chí phường đạt chuẩn về an toàn thực phẩm, gồm xây dựng chợ, cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, xây dựng bếp ăn tập thể đạt chuẩn an toàn thực phẩm. Chuyển biến trong cái phường đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm của chúng tôi là chúng tôi cảm nhận thấy là tất cả các cái khâu sản xuất kinh doanh các sản phẩm được đảm bảo về cái vệ sinh an toàn thực phẩm, đó là đi vào cái quy củ và cái nền nếp, tức là các cái khâu đầu vào nhập đều có nguồn gốc xuất xứ, hoặc cái đầu ra chúng tôi đều có cái nguồn gốc xuất xứ của đầu ra. Không chỉ ở phường Đông Hương, việc xây dựng xã phường đạt chuẩn an toàn thực phẩm đều được các phường xã trên địa bàn thành phố Thanh Hóa triển khai thực hiện khá đồng bộ, bài bản và quyết liệt. Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm các cấp được kiện toàn. Vai trò trách nhiệm của từng thành viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan đơn vị trong công tác quản lý an toàn thực phẩm được quy định rõ ràng cụ thể. Kết quả tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm cũng được coi là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá thi đua, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan đơn vị địa phương. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã ban hành các chính sách hỗ trợ xây dựng xã phường đạt tiêu chí an toàn thực phẩm. Hoạt động kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm được duy trì thường xuyên, thực chất và hiệu quả. Trong năm vừa qua thì chúng tôi đã thanh kiểm tra các cái đợt vào được trước trong sau Tết rồi Trung thu, rồi các cái đợt để kiểm tra các cái 76 trên địa bàn phường có 76 cái cơ sở. Chúng tôi đã kiểm tra tổng thể được 76 cơ sở. Các cơ sở cơ bản là đảm bảo các cái nội dung tiêu chí và chỉ đạo các cái tổ giám sát cộng đồng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cái hộ kinh doanh trên địa bàn phường làm sao đảm bảo được cái tiêu chí an toàn thực phẩm. Thành phố đang tăng cường rà soát các cái tiêu chí, các tiêu chuẩn để một là nâng cao, duy trì và nâng cao các cái tiêu chí đã đạt được, và thứ hai nữa là tăng cường các cái công tác về tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các tập thể, tổ chức, cá nhân có liên quan. Thứ ba nữa là tập trung cái công tác tuyên truyền vận động để phấn đấu các cái tiêu chí đã đạt được thì nó đi vào thực chất và nâng cao cái chất lượng xây dựng xã phường an toàn thực phẩm. Thành công của việc xây dựng xã phường đạt chuẩn về an toàn thực phẩm không chỉ đảm bảo sức khỏe cho người dân mà còn đóng góp vào sự tăng trưởng của lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng và thương mại dịch vụ của thành phố Thanh Hóa. Trong giai đoạn 2020-2025, thành phố Thanh Hóa đặt mục tiêu phấn đấu có 50% số xã phường đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao. Trong những ngày qua, các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để trao tiền ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo huyện Yên Định đã trao số tiền hơn 1 tỷ đồng do cán bộ nhân dân trong huyện quyên góp để ủng hộ đồng bào các tỉnh vùng lũ. Cán bộ nhân dân thị xã Nghi Sơn cũng đã quyên góp ủng hộ 500 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Nghi Sơn 2 ủng hộ 300 triệu đồng. Đến nay đã có 418 đoàn ủng hộ về Mặt trận Tổ quốc tỉnh với tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng. Đây là tình cảm trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp của các địa phương doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa nhằm chung tay góp sức hỗ trợ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định cuộc sống nhân dân và khôi phục sản xuất. Trân trọng cảm ơn sự đóng góp, ủng hộ của các địa phương doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cam kết mọi đóng góp ủng hộ sẽ được nhanh chóng chuyển đến các tỉnh miền Trung để góp phần khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Chia sẻ với đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phát động kêu gọi đoàn viên hội viên quyên góp được gần 300 triệu đồng và trực tiếp đến trao quà hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Trong hai ngày 19 và 20 tháng 11, đoàn đã đến trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho hai gia đình bị bão lũ làm sập nhà tại tỉnh Quảng Nam. Đoàn cũng đã đến các tỉnh Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ với tổng số tiền 180 triệu đồng cùng nhiều phần quà gồm sách vở, quần áo, nhu yếu phẩm. Đại diện tỉnh đoàn và Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai chương trình vận động, kêu gọi đóng góp để hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục khó khăn, thiệt hại sau mưa lũ. Tại Việt Nam hiện có khoảng 68 triệu người dùng Internet và hơn 1/3 trong số đó là độ tuổi từ 15 đến 24. Trong khi trung bình mỗi ngày có khoảng 720.000 hình ảnh xâm hại trẻ em được đưa lên Internet với nội dung hầu hết là bạo lực, xâm hại tình dục. Do vậy, việc bảo vệ trẻ em trước những thông tin độc hại trên mạng Internet là vấn đề vô cùng cấp thiết hiện nay. Hình ảnh các em nhỏ cầm điện thoại, say sưa theo dõi những video clip trên mạng đã trở nên quá quen thuộc hiện nay. Cuộc sống bận rộn đã khiến nhiều bậc phụ huynh buộc phải giao phó con em mình cho chiếc điện thoại thông minh. Khi đó, con xem gì, hệ lụy ra sao thì không phải ai cũng lường hết được. Công việc bận rộn nhưng bắt buộc phải cho cháu xem điện thoại để mình còn có thời gian làm việc. Thì khi xem điện thoại thì tôi cũng lọc ra những cái kênh nào hợp lý cho dành cho lứa tuổi để phù hợp với con trẻ để xem. Tuy nhiên, với hiện trạng bây giờ thì rất nhiều kênh trên mạng xã hội có nhiều kênh không tốt cho trẻ nên tôi rất lo lắng. Internet chứa đựng kho thông tin khổng lồ với rất nhiều kiến thức bổ ích đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí của trẻ em. Tuy nhiên, song hành với đó là vô vàn những thông tin xấu độc. Lấy ví dụ từ YouTube, hiện trên mạng xã hội này có hàng trăm tài khoản chuyên thực hiện những video có nội dung troll, chơi khăm hoặc các video thóa mạ, chửi thề, đe dọa, xuyên tạc theo xu hướng bạo lực. Đáng lo ngại là rất nhiều video đã có tới hàng trăm triệu lượt xem, mà đối tượng quan tâm nhiều nhất là người trẻ và trẻ em. Theo các chuyên gia tâm lý, những video clip mà con trẻ xem hàng ngày sẽ từ từ đi sâu vào tiềm thức. Khi trẻ bị kích thích, sẽ hành động theo tiềm thức có sẵn và dễ gây nguy hiểm cho chính bản thân cũng như những người xung quanh. Và thực tế thì chúng ta thấy rằng là đã có rất nhiều những cái câu chuyện rất là đau lòng từ việc mà trẻ bắt chước một cách rất là bộc phát, rất là thiếu hiểu biết từ những cái clip đó. Ví dụ như là thắt cổ tự tử này, rồi sử dụng ma túy này. Và như vậy thì dưới cái góc độ của những người nghiên cứu về tâm lý thì chúng tôi thấy rằng nó rất là vô cùng là độc hại trong cái quá trình phát triển tâm lý và nhân cách của trẻ. Chúng tôi cũng có hướng dẫn các con chọn lọc những cái trang web nào đó mà nó hữu ích, chính thống để các con có thể search những tài liệu trên đó để phục vụ thêm cho bài học của mình. Ngoài ra thì cũng tăng cường phối kết hợp với cả phụ huynh để có thể giám sát cái thời gian sử dụng con ở nhà để tránh là các con sẽ sử dụng những cái trang web không lành mạnh và ảnh hưởng không tốt đến việc học của mình. Trẻ em thích công nghệ và thích khám phá là những điều mới mẻ từ công nghệ. Song các em vẫn chưa thể nhận biết được hết thủ đoạn của những kẻ xấu trên không gian mạng. Trong khi rất nhiều gia đình lại chưa biết cách hoặc xem nhẹ việc bảo vệ con em mình trên môi trường mạng, nên rất dễ dẫn đến việc các em có nguy cơ bị xâm hại từ môi trường này. Do đó, các bậc phụ huynh và nhà trường cần phải thực sự quan tâm đến việc quản lý, giáo dục và có những định hướng về kỹ năng sử dụng Internet an toàn, hiệu quả
nhằm trang bị cho các em những kiến thức cần thiết để có thể tự bảo vệ mình. Hiện nay, Công ty Điện lực Thanh Hóa đang triển khai dự án nâng cao hiệu quả lưới điện trung hạ áp khu vực thành phố Thanh Hóa. Theo đó, 10 km đường dây 22 kV và 25 km đường dây hạ thế sẽ được ngầm hóa. Cùng với đó, các đơn vị viễn thông sử dụng chung hạ tầng với ngành điện cũng sẽ được ngầm hóa đồng bộ. Dây điện, điện thoại, mạng, cáp chằng chịt trên các cây cột điện đang là nguy cơ gây mất an toàn cháy nổ, mất mỹ quan đô thị và gây bức xúc trong nhân dân ở nhiều tuyến đường. Để từng bước khắc phục tình trạng này, Công ty Điện lực Thanh Hóa đang ngầm hóa lưới điện trung hạ áp tại thành phố Thanh Hóa ở các tuyến đường Ba Triệu, Trần Phú, Quang Trung, Lê Hoàn, Cao Thắng, Nguyễn Trãi và một số tuyến nhánh thuộc 19 phường xã. Làm lại như này thì rất tốt, để cho quang cảnh thành phố rất đẹp mà bão không nguy hiểm. Anh em với lên chôn dây đến đầu cái là lấp xuống nền lát luôn, ở đâu gọn ở đó luôn. Quét dọn làm xong, quét dọn rất sạch sẽ. Thực hiện kế hoạch hạ ngầm đường điện, Công ty Điện lực Thanh Hóa và các đơn vị viễn thông đã có sự phối hợp để cùng tiếp tục triển khai thực hiện việc dùng chung hạ tầng, tránh phiền hà cho nhân dân và lãng phí nguồn lực đầu tư. Rất thống nhất cái chủ trương chung này. Thứ nhất là nó tiết kiệm cho các nhà mạng. Thứ hai là khi mà hạ ngầm thì nó cũng mang lại cái cảnh quan đô thị nó sẽ đẹp hơn. Rồi là nó cũng bền vững hơn. Là đơn vị tổ chức giám sát, đồng thời cũng là đơn vị vận hành lưới điện hạ ngầm, Điện lực thành phố phân công cho bộ phận kỹ thuật và các đội quản lý vận hành thường xuyên có mặt tại hiện trường, các tuyến thi công để kiểm soát thiết bị lắp đặt xuống trước khi lắp, làm cơ sở cho việc kiểm tra, nghiệm thu. Khi ngầm hóa thì các công tơ trên cột sẽ được hạ xuống các tủ và khu vực quản lý của nhà dân, nó sẽ thuận tiện cho người dân dễ kiểm soát hơn chỉ số công tơ các tháng. Việc quản lý ở thành phố chắc chắn nó sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, tại vì nó sẽ không bị ảnh hưởng của điều kiện thời tiết, môi trường cũng như cái tác động của nhân tố bên ngoài. Dự án nâng cao hiệu quả lưới điện trung hạ áp khu vực thành phố Thanh Hóa thuộc dự án lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ, sử dụng vốn vay ODA của chính phủ Đức. Qua dự án này, lưới điện tại địa bàn thành phố Thanh Hóa sẽ được hiện đại hóa, đảm bảo cấp điện an toàn, tin cậy và ổn định cho các hộ dân, đảm bảo mỹ quan đô thị. Sau một thời gian phối hợp với các nhà trường, tổ chức cho học sinh ký cam kết không điều khiển xe trên 50 phân khối đến trường nhưng không đạt kết quả, Công an huyện Triệu Sơn đã tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp chủ phương tiện giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển. Anh Ngô Xuân Long ở thôn 7, xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn là một trong số gần 100 trường hợp chủ xe vừa bị cán bộ đội cảnh sát giao thông và trật tự Công an huyện Triệu Sơn tiến hành lập biên bản xử phạt lỗi giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi điều khiển. Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, anh Lâm còn phải viết bản cam kết không tái phạm. Riêng về phần gia đình thì chúng tôi sẽ cam kết là không để cháu tự tiện mang xe đi học nữa. Còn nếu như cháu có muộn học thì sao thì chúng tôi sẽ lai và để cho nó đảm bảo an toàn giao thông. Luật giao thông đường bộ quy định người chưa đủ 18 tuổi trở lên sẽ không được phép lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 50cm khối trở lên. Bởi những đối tượng này không chỉ nhận thức chấp hành pháp luật còn hạn chế, mà kinh nghiệm lái xe, kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông cũng rất kém. Do đó, việc giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển sẽ gây nguy hiểm cho bản thân và người khác. Thực tế, tại huyện Triệu Sơn, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông có liên quan đến học sinh và thanh thiếu niên. Do đó, đội cảnh sát giao thông và trật tự công an huyện Triệu Sơn đã tăng cường kiểm tra xử lý người điều khiển phương tiện chưa đủ tuổi tại các trường học, nhằm ngăn ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông do lứa tuổi thanh thiếu niên học sinh gây ra. Hơn 2 tháng tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 5 trường phổ thông trung học và 6 trường phổ thông trung học và một trung tâm giáo dục thường xuyên. Đối tượng chính của đó là cái đối tượng điều khiển phương tiện là xe máy điện. Thì thông qua công tác kiểm tra trực tiếp thì chúng tôi có phát hiện khoảng gần 100 trường hợp, tức là các cháu, các học sinh đi điều khiển phương tiện trên 50 phân khối đến trường. Đấy, thì sau quá trình chúng tôi phát hiện thì chúng tôi cùng phối hợp với nhà trường, đấy, cùng đoàn thanh niên yêu cầu các học sinh viết kiểm điểm, mời phụ huynh lên tiếp tục tuyên truyền và ký cam kết. Một số trường hợp thì chúng tôi sau quá trình thống nhất với nhà trường thì chúng tôi có tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài tiếp tục phối hợp với các nhà trường, duy trì kiểm tra trực tiếp tại các nhà trường phát hiện học sinh đi xe máy đến trường,
đội cảnh sát giao thông và trật tự công an huyện Triệu Sơn sẽ lên danh sách những trường hợp tái phạm để nhà trường có biện pháp kỷ luật và xếp loại hạnh kiểm. Mặt khác, yêu cầu gia đình kiểm tra giám sát con em mình không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự 11 giờ trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.